Hôm nay là ngày lễ hội của dân Bình Thuận nha các bạn nha. Đang ở Nova các bạn. Các bạn thấy một cái bãi giữ xe dài khủng khiếp hả các bạn ha. Đây thì vô trong đây là sẽ giữ xe nha các bạn nha. Chứ bây giờ tình hình đông lắm hơi phức tạp. Thì mỗi giá vé như vậy thì 10.000 các bạn. Đó, 10.000. Hiện tại bây giờ là mình thấy là cũng có rất là nhiều người đang vào bãi xe để gửi xe các bạn ơi. Còn đây là khu quảng trường để xe ô tô. Rất là đông. Đây là một số người. Trời gì chưa anh, về rồi. Vô, không thể vô được. Sao vậy? Đông quá. Đông quá hả? Còn cái tình hình này thì kỹ. Nó kêu giờ đi ăn trưa, 2 giờ quay lại vô thôi, chừng nào tôi chở. Tình hình bây giờ là mình đi hơi buổi trưa nên là các bạn thấy là hồi nãy mình có hỏi thì có một số anh chị nói là bây giờ là rất là đông các bạn. Rất là đông vào vé vào cổng rất là đông. Nên là có thể là mình phải chờ rất là lâu. Đó nên một số người thì người ta đã chờ không được người ta về các bạn. Ở đây có con robot. Ở đây có hai con robot, một con robot lớn. Ở đây là một con robot nhỏ. Bây giờ trên kia mình thấy có khu vực cầu kính các bạn. Đó, cái khu vực cầu kính ở trên đồi đó, cái quán cà phê ở trên đồi đó bây giờ thấy là chưa nắng mà cũng có rất là nhiều người đi các bạn nha. Bây giờ mình không biết là mình có lọt được vào trong vòng sót vé hay không các bạn. Tại bây giờ là rất là đông rồi. Mình sợ không lọt qua được vòng sót vé nữa. Mới lọt qua được cái vòng gửi xe thôi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái bãi xe ở đây không? Đó, đông như vậy nè. Có vô chơi được gì cho em? Sao vậy? Đông quá hả? Ồ, đông quá đuổi ra hết hả? Tức là bây giờ người ta xếp hàng mà vào cổng làm sao mà vào cho nổi ha. Đó, các bạn thấy là cái khu vực cái này là cái bãi xe ngay chỗ khu vực các cái trò chơi của Nova các bạn mà nó đông như vậy. Đó, đây là cái bánh xe vòng quay ha. Đó, các bạn thấy trên kia có cái cây cầu kính nè. Đó, đi lên cái cây cầu kính đó. Còn như trên kia là cái quán cà phê có chiếc thuyền đó các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy là rất là đẹp á. Cái khung cảnh trên Winter Hill kia mình nghĩ là lên trên tới cái con thuyền đó là nó đẹp lắm các bạn. Nó đứng nhìn bao quát ra khu vực biển. Và ở đây cái cầu kính thì nó đây mình thấy nó có cái hình tròn tròn là đi vòng cái khu vực kia, khu vực lên. Kìa. Bạch tuộc hải tặc kìa, đó. Bạch tuộc hải tặc bị chột mắt à. Con thuyền hải tặc không mang đồ ăn thức uống vào khu vực công viên tùy trường hợp. Thức ăn cho trẻ em dưới 6 tuổi. Giờ đi qua thử cầu kính coi, coi thử bên giờ sót vé làm sao. Đi vô làm thủ tục ấy. Đó bây giờ các bạn thấy công viên nước mà xếp hàng như vậy thì sao vô được đây. Rất là đông. Giờ rất là nghẹt luôn các bạn, nguyên một con thuyền dài như vậy nè đó. Dài đây. Mà trời thì rất là nắng. Còn người thì đang đi vô nữa. Mà không biết làm sao đi lên luôn. Bây giờ mình đi lên thử cầu kính đi coi thử đi vô sóc vé làm sao. Cho người bình thường còn lối những người mua vé nè. Bình thường là sao? Là người dân Bình Thuận hả? À, người dân Bình Thuận thì đúng rồi, người dân Bình Thuận có lối đi riêng đây. Dạ. Dạ cho em mượn căn cước của mình nè. Ở đây là căn cước Bình Thuận. Đây cái lối đi riêng đàng hoàng các bạn, sắp xếp lối đi riêng hết. Hên quá là ngay chỗ cái khu vực cầu kính các bạn là ít người đi nên là cái việc sót vé rất là nhanh rồi. Mình chỉ vô mình đưa căn cước với lại giấy khai sinh nhỏ thôi là mình đã có 3 vé rồi. Bây giờ mình đi lên cầu kính nữa các bạn nha. Rồi thì ở đây lên cầu kính thì đi qua luôn cái thằng đồi kia luôn các bạn, Winter Hill các bạn. Cái cầu này thì nó là hai bên thành là kính thôi, cho thật ra cái đây là một cái lối đi thiết kế cũng khá là đặc biệt. Sàn thì sàn gỗ các bạn, đây là sàn gỗ, bậc thang là gỗ, hai bên là kính để cho mình nhìn bao quát ra phía xa thôi. Chứ còn đây không phải cầu kính như các bạn nha. Có nhiều bạn nói là cái cầu cây cầu kính nhưng mà mình không phải cầu kính, nó phải lót phía dưới, nó phải lót kính luôn mới đúng. Còn cái này nó không có lót kính đâu, cái này nó chỉ có một cái vòng cung thôi, một cái cầu mình giống như là một cái cầu vượt để cho các bạn nhìn thấy nó lạ nè.
Đó, các bạn thấy bãi xe chưa? Đó, đây nó chia ra hai lối, nó giống như cái vòng cung các bạn. Đó, giống như thung lũng silicon của Apple vậy đó. Đó. Rồi đây quay lại ở khu vực của bên khu trò chơi. Rồi trên đây thì lót bằng gỗ nha nha. Cái này là cái vòng cung, cái đường đi trên cao, rồi là cái cầu vượt các bạn. Trên đây mình nhìn xuống được công viên nước. Thì các bạn biết giờ là vô công viên nước á, thì nãy giờ cái một cái lượng người mà nó đang tập trung đứng mà chờ ngoài cổng rất là đông các bạn. Đó, bây giờ sao mà vô được. Như vô đó là quán cà phê hay sao á. Lần đầu tiên đi mà mình có biết đâu. Thì đây thấy nó có một cái con vịt. Mình thấy không biết là cái ý nghĩa của con vịt này là cái gì. Tại vì ở trên đây cái màu con vịt nó nổi nhất. Nó không có giống như cái màu của chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền thì màu nâu xám rồi. Như quốc cái bà dịch ở đây vàng khè màu đỏ nữa chứ. Không biết là mục đích để làm cái gì đó. Rồi, lên tới được cái con thuyền đó các bạn. Con thuyền này chả bá lửa các bạn, con thuyền này mà ra đánh cá hơi y bài luôn. Rồi lên gặp chúng cái bà dịch này nè. Bà chơi bà trời nắng mà bà chơi bà sơn bụi đỏ nữa chứ. Sơn cái bụi đỏ chét. Rồi đi vô cái con thuyền các bạn. Con thuyền dễ sóng ra khơi. Con thuyền chả bá lửa luôn. Thuyền các bạn. Ở đây được ốp bằng gỗ các bạn. Đây nè. Ốp bằng gỗ. Cái hạt này chắc là hạt ở đâu á. Ở trong cái khu vực này toàn là ốp gỗ các bạn, ở dưới sàn cũng là gỗ luôn. Mình đi mình thấy nó đi có cái độ nhún nhún. Trong đây là các cái bảo tàng của mấy cái con hươu câu cổ rồi con kangaroo đồ. Đó đây là mấy con kỳ đà các bạn, ai muốn ăn kỳ đà không? Đó kỳ đà nè, cái này con rồng chứ. Đó mấy con rồng nè, đó các bạn thấy không, nó ăn nguyên cả ngừ luôn. Đây mấy con rùa, ôi trời ơi quá trời. Đây các bạn thấy là rắn khổng lồ này. Đó. Đây rắn khổng lồ các bạn. Đó. Rắn khổng lồ. Này nó còn rắn hổ mang đồ, rắn chúa đồ gớm các bạn. Đó. Khu trưng bày ăn uống. À cái khu vực này là khu vực ăn uống các bạn. Đi ra ngoài ngoài gọi là mạn thuyền các bạn ơi. Đây có quầy ăn uống cà phê. Rồi mình đi vào cho tất cả các bạn coi ha, ở đây bây giờ đông lắm, không có chỗ ngồi đâu. Ngoài đây thì nó thoáng hơn, nhưng mà thấy đi buổi chiều tối mới đẹp các bạn. Ở đây thì nó có một cái không gian ngoài đây. Thì tối cà phê ăn uống đồ ở trên đây thì rất đẹp các bạn. Thì ở đây có một cái sân khấu ha. Sân khấu ở khu vực phía sau đua thuyền các bạn nè. Rồi ở đây nó có một cái mạng phía bên trái á, để mình đi ra mình ngắm về phía biển các bạn ơi. Ở đây là khu vực toàn cảnh luôn các bạn ơi. Và đây cũng là cái lối đi rút xuống các bạn. Đó, lối đi xuống ha. Rồi đi đây. Đó, còn trên đây là trên nóc thuyền rồi. Đây trên đây là ăn uống cà phê các bạn nhé. Rồi đi dọc chiếc thuyền các bạn, đây chiếc thuyền nè. Đó đi dọc chiếc thuyền rồi. Bây giờ trưa nắng quá rồi. Bây giờ cũng gần 12 giờ đi xuống đi quán cà phê màu hồng Bon Chen chút các bạn ơi. Đó bây giờ như đây là đăng ký vé hay sao á. Đó thấy một lượng lớn như vậy mà giờ lại còn đang vào công viên nước thì các bạn biết là chừng nào mới chơi được công viên nước các bạn. Em lấy xe để đây luôn.
Còn cái quán ăn bắt gì á? Rồi ở đây bây giờ rất là đông các bạn ơi. Đây đi kiếm lối vào này, đi dưới kia. Đây. Đông quá. Đây cái gì cũng màu hồng ha các bạn nha. Đó, hai con hươu câu cổ cũng màu hồng. Rồi ở đây toàn bộ cái khu vực này đều là trang trí của một màu hồng hết. Ở đây là cái gì ta? À, quán nước. Cốc tay cà phê. Là khu vực này các bạn ơi. Đây là cái khu vực phía ngoài. Giờ đông quá đây, biết vô có chờ được chờ nước hay không. Ở đây có một chiếc xe cũng sơn màu hồng luôn các bạn. Đây là khu vực order nha. Còn ở trong vực kia là khu vực mình chọn khu vực ngồi. Ở trong đó nó có máy lạnh các bạn. Còn order là khu vực ở đây. Đây có một chiếc xe cũng dễ thương các bạn ha. Đó. Ở cách khu vực nhà, khu vực nghỉ chỗ trung tâm các bạn 3 km. Về phía sân gốt thì ở đây là cái công viên sở thú các bạn. Rồi mới vừa qua được vòng xuất vé các bạn. Bây giờ đang là vào ở trong cái khu vực Savory Cafe rồi. Rất là rộng. Bây giờ mình đi vô trong khu vực này ha. Ở đây thì có mấy cái mô hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh các bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương ha, rất là ngộ nghĩnh ha. Đó, đó nè. Chú sư tử nè. Đó, nhìn dễ ghét không? Rồi. Ở đây mấy cái mô hình thì chụp hình rất là dễ thương các bạn ạ. À. Đó, đây là cái mô hình của cái gì bao bát gì các bạn. Cái cây này nổi tiếng nha, cái này là về tới Việt Nam là mấy tỷ bạc á. Đó. Nếu có quay phim hoặc là chụp ảnh thì mình không bật đèn flash giúp em luôn, bởi vì những đôi mắt của các bạn động vật bên em rất là nhạy cảm với ánh sáng có cường độ cao. Và trong đó thì trời có gió khá là lớn nên anh chị mặc đội mặt nón và giữ cẩn thận giúp em, tránh trường hợp rơi rớt khi mặt xe di chuyển. Và trong quá trình xe đang di chuyển như thế này thì anh chị mình không đứng lên, không di chuyển chỗ ngồi, không đưa tay ra ngoài và không trồm ra ngoài giúp em để đảm bảo an toàn. Bạn thương cao cổ ha, thì bên em sẽ có hai bạn là chỉ mới có 3 tuổi thôi, cao khoảng 3m rưỡi đến 4m, khi trưởng thành có thể cao lên đến 5m và gần 2 tấn không ạ. À đây thương cao cổ hả các bạn? Đó, cao nghe chưa? Ờ thì đây cũng là khu vực của các bạn thương sao luôn. Thì thương sao là loài có thể tái tạo lại sừng, một năm dương đông phi là loài linh dương lớn nhất thế giới luôn. Bạn lực có thể nặng đến 900 kg và có 3 sọ ốc trên sừng, và bạn gái thì nặng khoảng 600 kg và chỉ có 1 sọ ốc thôi ạ. Đi ra từ cái khu vực đối với các bạn người vằn thì trên mỗi bạn cũng có những vằn đen trắng khác nhau và trên một nền da màu đen. Phía bên tay trái gia đình mình có hai bạn ngựa vằn con đó ạ. Một bạn thì được sanh vào khuya ngày 28 tháng 6 và một bạn thì sanh vào khuya ngày 6 tháng 7. Thì đối với các bạn đà điểu, đây là loài chim lớn nhất thế giới, có cánh nhưng mà không biết bay. Cánh của các bạn ấy chỉ giúp bạn giữ thăng bằng thôi.
thì các bạn đĩa này sở hữu một bộ não rất là nhỏ luôn, não các bạn chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh, cho nên các bạn rất là hiếu kỳ ạ. Thì bạn cần bộ lông sẽ đậm màu hơn và miệng của bạn sẽ là màu hồng, còn bạn gái thì bộ lông sẽ nhạt màu hơn và miệng sẽ là màu đen ạ. Ngựa và con bên em ạ. Còn các bạn có bộ lông màu trắng, đây là linh dương sườn mát được xác nhận là tuyệt chủng vào năm 2000 ở bên ngoài tự nhiên rồi, vì bên em làm khu bảo tồn nên được phép nuôi dưỡng các bạn. Mình đi xuống cẩn thận giúp em ha. Thì mình sẽ đi thẳng vào trong khu vực của các bạn từ luôn, mình không đi ra bên ngoài giúp em ạ. Mình đi thẳng vào trong giúp em luôn ạ. Dạ rồi, giờ đây mình hãy kiểm tra lại vật dụng tư trang giúp em trước khi xuống xe đi. Rồi, trên đây thì có đặt hai cái mẫu mô hình tê giác lớn các bạn. Đó, đây các bạn thấy nguyên một con tê giác ha. Đó. Rồi ở bên đây là con voi các bạn nha. Còn đây là khu vực quầy cà phê. Trong khu vực này mát rất là mát các bạn, gió mát. Ôi. Rồi, trạm tham quan cuối cùng nha các bạn nha. Đây Factory World. Đi vô đây coi các mô hình khủng long các bạn. Ở đây thì mình thấy có một cái trạm xe bus của Nova các bạn, tức là đưa đón du khách đi trong các khu vực tham quan các bạn nha. Thì nó chạy từ khu quảng trường chính, nó chạy vòng các khu tham quan đó. Thì các bạn có thể là xem cái bản đồ và lịch trình của cái chuyến xe này ha, để mình nếu mà các bạn không cần đi xe nhiều á thì các bạn có thể là đi xe bus đi cho nó tiện. Đây là bên trong các bạn nha. Ở đây thì nó có một cái ngôi nhà trung tâm. Bắt đầu vô đây là nghe tiếng gầm thú của mấy chú khủng long rồi đó. Nổi bật nhất đó là khu vực này các bạn, khu vực mình thấy có các cái mô hình khủng long rất là lớn. Đây đỉnh điểm của nó là ở các khu vực này các bạn nha. Nó chỉ là những khu vực kia là chỉ là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khu trung tâm mình cần tham quan là khu này nè các bạn nè. Đó, các cái mô hình khủng long cực kỳ lớn các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây mình thấy có một con khủng long chúa là bự nhất các bạn, đây nè. Đó, nó ở trung tâm các bạn nè. Đúng không? À. Rồi, bên đây có thêm một con nữa. Mà cái mô hình này nó lắc lư được các bạn. Đó, nó làm da đồ y, mặt đồ y luôn. Đó, lắc lư đồ
bài bản các bạn ha. Y vô thật. Rồi bên đây có thêm một con nữa các bạn nè. Rất hoành tráng nha các bạn ha. Đây cận cảnh luôn các bạn thấy. Nó làm cái mô hình mà cái da đồ nó rung lắc được luôn nè các bạn. Đó. Nhìn sát ở dưới các bạn ha. Nếu mà con này ở ngoài đời mà còn dám đứng như vậy nữa thì thôi chứ. Thấy chưa? Rất là cao to. Rồi giờ đi sẽ đi qua khu vực phía sau ha các bạn ha. Ở đây là ba con khủng long chúa. Rồi đây là mấy cái mô hình nhỏ nhỏ hơn chút chạy dài phía sau này. Lắc không? Đây là mở tiếng của gầm thú của mấy chú khủng long các bạn ơi. Nói chung là nhìn mấy con khủng long này là đẹp thiệt á. Mô hình là giống y các bạn. Tầm lầy bí ẩn. Rồi ở đây thì vô các cái loại cây nhiệt đới các bạn. Các cái mô hình núi đá. Có mấy loại động vật khủng long bay đồ đó, nằm đây các bạn. Đó, đứng như kia là ngóc ngóc le le lử lử kìa. Đó. Đó, đây mấy con khủng long có cánh các bạn ơi. Rồi qua khu vực đầm lầy rồi mấy chú mấy cô khủng long cái nữa các bạn à. Đó. Đó, trứng nè các bạn, đó trứng đó. Trứng đó, nó rung rung rung. Nó làm mô hình đây đẹp chứ. Ở đây giống như đi vào khu vực sa mạc các bạn đó, thấy không? Ở đây trứng khủng long nè. À ở trên đó các bạn thấy nó làm lắc mấy cái trứng khủng lắc giống như là trứng đang nở các bạn. Rồi khu vực này mình thấy rất là đẹp và hoành tráng các bạn ạ. À. Đây trong những cái khu mình thấy là ấn tượng nhất. Bên đây là nguyên một cái những cái loài khủng long khác ha, có sừng, có vảy rồng đồ các bạn nè, đó. À. Ở đây khủng long có sừng các bạn. Bạn thấy nó làm mô hình rất là sống động ha. Nó cứ gừ tiếng đồ y vậy. Rồi đây là lãnh chúa của mấy vị khủng long cái nè các bạn nè. Đó, khủng long này nó đầu nó dài, nó cao chót vót à. Đây nữa nè. Đẹp không? Đẹp không? Đó, các bạn thấy nó cao ha. Thôi vót luôn.
Rồi đây là cái khu vực cuối cùng trong cái công viên khủng long các bạn nha. Và đây là lối ra các bạn ơi. Rồi đây là trong công viên khủng long các bạn ha. Mình thấy khu vực này rất là ấn tượng, rất là lớn, làm những cái mô hình rất là đẹp. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây ha. Hy vọng các bạn yêu thích video này, nhớ share để cho mọi người cùng theo dõi nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo trên kênh DoTV ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye nha.